tháo dỡ 40 móng xây biệt thự trái phép ở Sơn Trà là yêu cầu của Thành ủy Đà Nẵng. Đây là nội dung thông báo số 190 TBTU do Thành ủy Đà Nẵng nhắm đến 40 công trình đã khởi công trái phép tại Sơn Trà do công ty cổ phần biển Tiên Sa chịu trách nhiệm xây dựng trong dự án du lịch sinh thái biển Tiên Sa. Ngoài lệnh tháo dỡ, nội dung thông báo còn yêu cầu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý trật tự, xây dựng đô thị, an toàn lao động tại các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố trước ngày 30 tháng 4. Vào chiều ngày 28 tháng 3, ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhắc lại với tờ lao động trong nước về kết luận cuộc họp thường vụ thành ủy đưa ra trong cùng ngày. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư dự án khu du lịch sinh thái biển trên bán đảo Sơn Trà dừng ngay việc thi công, tháo dỡ những hạng mục đã thi công nhưng không đảm bảo các thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Xuân Anh đề cập đến dự án Intercon ở Sơn Trà mà theo ông này là được cả về kinh tế và du lịch. Tuy nhiên, ông cũng nêu quan điểm trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường thì môi trường là quan trọng. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói sẽ kiến nghị lên thủ tướng bãi bỏ những dự án ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh cảnh quan môi trường, còn những dự án được cho là giúp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm các yếu tố quốc phòng an ninh hài hòa với cảnh quan môi trường thì phải công khai cho người dân, sau khi có đồng thuận cao mới thực hiện tuy nhiên lời nói và công tác triển khai trong thực tế lâu nay của các cấp lãnh đạo không đi đôi khiến công luận mất niềm tin